Ok, được rồi. Dạ, em chào quý anh chị ạ. Dạ, quý anh chị mình có thể nhanh chóng là vô trong room để có thể là không bỏ lỡ những kiến thức hay. Quý anh chị mình có thể là chia sẻ cái link room này tới cho các bạn bè rồi các đồng nghiệp khác để mình có thể lắng nghe về cái chương trình của ngày hôm nay, đó là về TikTok. Quý anh chị mình hãy đợi thêm một chút ít phút nữa để cho quý anh chị khác mình cùng vô để tham gia Zoom nha. Quý anh chị nào mà đã ở trong Zoom rồi thì hãy comment cho em biết với ạ. Hãy thả bông thả tim với ạ. Ở đây em đã thấy chị nhà thuốc Hồng Phúc. Em chào chị Hồng Phúc ạ. Để em thấy chị Hạnh. Em chào chị Hạnh ạ. Chào em chào chị Huyền ạ. Rồi, dạ em chào chị Minh Hiền ạ. Rồi bây giờ thì em cũng xin phép được bắt đầu vô trong cái chủ đề của ngày hôm nay. Thì như ở trên banner thì dạ cảm ơn chị Hiền ạ. Dạ thì như banner của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về cách tạo dựng cửa hàng ở trên TikTok và cũng như là làm thế nào mà khi mà mình chưa có đủ follow nhưng mà mình vẫn có thể là live stream được trên TikTok. Và chúng ta sẽ bán hàng ở trên TikTok như thế nào, rồi tạo cửa hàng để có thể là nhập thêm các sản phẩm vô để mình có thể bán. Thì ngay sau đây thì có anh Mạnh Dũng sẽ là người chia sẻ cho quý anh chị về cái buổi về TikTok này. Dạ vâng, em xin mời anh Dũng ạ. Cảm ơn MC Long Minh Thu giới thiệu rất là đặc sắc. Dạ, em xin chào quý anh chị sĩ cũng như là quý anh chị đại lý Robby ạ. Thì tiếp tục với series là hành trình xây dựng thương hiệu trên TikTok. Thì với buổi hôm nay em sẽ giới thiệu cũng như là chia sẻ với anh chị về cái cách mà mình tạo cửa hàng cũng như là thiết lập cái livestream trên TikTok mà kênh của mình thì chưa đạt 1.000 follow. Nha. Là quý anh chị mình nghe em nói rõ mà. Quý anh chị nghe em nói rõ mình comment số 1 giúp em nhé. Thì rồi, thì tiếp nối với những cái buổi chia sẻ hàng tuần của nhà sinh rau, thì hàng tuần thì nhà sinh rau sẽ chia sẻ cho quý anh chị về những cái buổi về marketing, về xây dựng thương hiệu trên các nền tảng như là Facebook, Zalo, TikTok cũng như là các sàn thương mại điện tử. Thì mỗi tuần thì sẽ có 2 buổi đó, mình sẽ chia sẻ về kiến thức marketing thôi quý chị ha. Thì 2 buổi đó sẽ rơi vào ngày thứ hai và thứ năm, còn những buổi còn lại thì nhà sinh rau sẽ chia sẻ với quý anh chị về những cái kiến thức về sản phẩm cũng như là về định vị thị trường và định vị sản phẩm. Đến với buổi hôm nay thì em sẽ giới thiệu quý anh chị về cách mà mình tạo cửa hàng cũng như là thiết lập cái livestream trên TikTok. Thì bình thường thì quý anh chị xem trên livestream á, quý anh chị thấy rất nhiều anh chị khác là có livestream trên TikTok và quý anh chị cũng thấy là cái sản phẩm mà anh chị hay ghi ở dưới phía dưới đó đó. Thì cái cách mà khi mà mình livestream là bắt buộc livestream bán hàng thì bắt buộc mình phải có một cái cửa hàng, như là một cái cửa hàng bao gồm cái sản phẩm của mình. Thì ngoài ra thì nó có một cái thuật ngữ đó là affiliate, đó là tiếp thị liên kết ha quý anh chị ha. Thì quý anh chị vừa là khi mà quý anh chị có cái cửa hàng đó thì vừa có sản phẩm của mình thì quý anh chị cũng có thể liên kết các sản phẩm khác của các shop khác. Ví dụ như là quý anh chị mình bán mỹ phẩm đi, thì quý anh chị trong khi quý anh chị mà chưa có hàng về, quý anh chị muốn bán về sản phẩm gia dụng hoặc là sản phẩm mẹ bỉm hoặc là sản phẩm về thời trang đó, thì quý anh chị có thể từ cái cửa hàng đó quý anh chị có thể lên tìm kiếm những cái cửa hàng khác để quý anh chị liên kết những cái sản phẩm khác của đối thủ về quý anh chị bán và quý anh chị nhận hoa hồng đó. Thì là cái cách thức mà mình
có một cái cửa hàng cũng như là có một cái buổi là có một cái kênh live stream để mình có thể live stream bán hàng, vừa vừa có thể bán hàng sản phẩm mình mà vừa cũng cũng có thể bán hàng của sản phẩm của bên khác và mình được nhận hoa hồng. Cái phần tiếp theo đó. Thì trong tuần này thì buổi hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị về cái cách đó là tạo cửa hàng và livestream. Thì trong tuần này đó là buổi thứ năm cũng như là rơi vào ngày thứ năm đó là ngày 2 tháng 3, thì em sẽ giới thiệu với anh chị về cách mà ba bước để xây dựng profile bán hàng trên Zalo, Facebook như là dân chuyên nghiệp không quý chị ha. Thì tùy vào cái em cũng đang tạo một cái cuộc khảo sát đó là quý anh chị quan tâm đến cái nền tảng nào nhất, thì từ đó em sẽ kết luận ra, từ đó sẽ thống kê ra là quý anh chị mình quan tâm nền nào và em sẽ tập trung chia sẻ cho quý anh chị về những cái nền đó và giúp quý anh chị có thể bán hàng dễ hơn. Rồi, em sẽ đi vào nội dung buổi hôm nay ha. Thì buổi hôm nay sẽ có hai nội dung, đó là nội dung thứ nhất đó là cách tạo cửa hàng trên TikTok và nội dung thứ hai đó là bật tính năng livestream khi mà kênh của mình chưa đạt 1.000 follow. Thì quý anh chị cũng biết mà, thì cái chính sách của TikTok á, thì khi mà kênh của mình phải đạt được 1.000 follow thì cái tính năng livestream nó mới mở. Còn hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị để cách mà mình bật livestream nhưng mà khi mà kênh của mình chỉ có một vài follow hoặc là một vài chục follow thôi đó, nhưng mà nó không bị ảnh hưởng tới kênh của mình nha quý anh chị, nó rất là an toàn nên quý anh chị mình hoàn toàn có thể yên tâm ha. Rồi. Về nội dung thứ nhất đó là mình cách tạo cửa hàng trên TikTok, thì em sẽ chia sẻ với anh chị về ba nội dung. Thứ nhất đó là mình sẽ thiết lập cửa hàng và điền đầy đủ thông tin của cửa hàng. Thứ hai đó là hướng dẫn quý anh chị về cách mà mình đăng sản phẩm lên cửa hàng cũng như là mình tạo tài khoản đúng rồi, về cái địa chỉ của mình. Thứ ba đó là gắn lên sản phẩm hoặc là shop khác về gắn lên sản phẩm của shop khác về cửa hàng của mình. Đó, thì cái cửa hàng TikTok Shop nó kỳ như vậy là quý anh chị. Đây là cái cửa hàng của nhà Sinh Râu ha, cũng có tạo. Hiện tại là đang update sản phẩm từ từ, hiện tại nó đang có 56 sản phẩm đang hoạt động này. Đó, thì trong cái app này nó sẽ có rất nhiều sản phẩm. Ở đây khi mà mình mà thiết lập xong cái cửa hàng của mình đó, nó sẽ hiện cái giỏ hàng ở trong cái profile của mình đó quý anh chị. Đó mình sẽ thấy cái giống giống như là cái giỏ hàng nha. Đó, khi mà ảnh vô nó sẽ hiển thị những cái dòng sản phẩm mà mình đang bán. Và khi mà khách hàng mà vô cái kênh của mình, khách hàng sẽ biết là cái kênh này nó đang bán sản phẩm gì. Đó, khách hàng sẽ lướt và khách hàng quan tâm sản phẩm nào thì khách hàng sẽ đặt mua sản phẩm đó. Theo quý anh chị ha. Đây. Thì đây là cái giao diện và cửa hàng trên kênh TikTok của mình. Đó, nhìn rất là đẹp luôn quý anh chị. Quý anh chị cho em hỏi là đây mình có ai mình đã tạo cái kênh, đã tạo cái cửa hàng chưa ha? Tạo cửa hàng với đã bật tính năng livestream chưa ạ? Anh chị có thể mình comment xuống giúp em được không ạ? Chưa. Rồi, em chào chị Thanh Huyền. À, không biết là có ai mình đã tạo cái cửa hàng trên TikTok Shop với mình bật được tính năng livestream chưa ha? Anh chị có thể tương tác giúp em phía dưới được không ạ? À, quý anh chị mong quý anh chị muốn tạo một cái cửa hàng nó đẹp như thế này không ạ? Nếu quý anh chị muốn quý anh chị coi mình kiểu muốn giúp em sẽ hướng dẫn như là chia sẻ kỹ hơn cho quý anh chị có thể nắm và quý anh chị có thể tạo được một cái cửa hàng riêng cho mình. Rồi em cảm ơn hai chị. Em sẽ đi cái slide tiếp theo. Về phần slide thứ nội dung thứ hai nữa là sẽ bật cái tính năng livestream khi mà kênh chưa đạt 1.000 follow. Đó. Thì nội dung đó là thứ nhất đó là sẽ cách thiết lập nội dung livestream, và cái thứ hai là mình thiết lập cái hiệu ứng livestream cũng như là về cái filter đó quý anh chị để mình giúp mình nhìn nó đẹp hơn và nhìn nhìn cái giao diện nó sáng hơn ha. Đây. Rồi. Đây sẽ bắt đầu thao tác cho quý anh chị ha. Em sẽ tắt cái màn hình này đi.
sẽ thao tác trên điện thoại để quý anh chị mình nắm dễ hơn. Thì trong cái buổi này quý anh chị có thể mình lấy điện thoại ra mình thao tác chung với em ha. Mình làm cái đầu mình sẽ xong cho phần đó luôn. Đây, đầu tiên là quý anh chị nào mà đang xài iPhone hoặc là Android á, thì anh iPhone thì quý anh chị mình vô App Store ha. Quý anh chị gõ cho em nó là TikTok Seller. Tôi có thể gõ cho quý anh chị cái từ TikTok Seller là quý anh chị có thể copy cho mình dán vô cái App Store. Đó. Thì quý anh chị tích vô góc seller này. Rồi. Xong, xong rồi tí quý anh chị mình tải về ha, tải cái app này về cho em này. Cái này thì em đã tải rồi. Rồi. À, xong đó khi mà em tải về á thì nó sẽ nằm ở dưới đây ha. Thì mình sẽ tích vô cái app này. Đây là cái cửa hàng của mình. Đó, khi mình tích vô cái app này thì nó sẽ hiện cái giao diện nó như thế này. Đó. Xong rồi tiếp tục đó là quý anh chị bấm vào đăng ký bằng TikTok. Xác nhận. Rồi, nó sẽ liên kết với tài khoản TikTok của mình ha. Xong rồi mình sẽ ấn tiếp đó là chữ ủy quyền. Rồi. Đó, thì đây là do là mình là doanh nghiệp cá nhân sở hữu thì nó sẽ có hai hình thức và hình kinh doanh, đó là doanh nghiệp cá nhân sở hữu và công ty. Đó, thì mình là doanh nghiệp do cá nhân sở hữu thì mình sẽ tích vô cái ô này, nó sẽ tự động tích cho em này. Đó, thì mình kéo xuống và mình sẽ đặt tên cho cửa hàng của mình. Mình muốn đặt tên cho cửa hàng mình là gì mình sẽ đặt ha. Ví dụ là mình muốn đặt tên cửa hàng của mình cũng là tên của mình luôn, cũng là kênh TikTok của mình luôn. Ví dụ là em muốn đặt cái tên của em hiện tại là Xin Rau Khánh ha, thì em sẽ đặt tên là Xin Rau Khánh luôn. Cửa hàng của Xin Rau Khánh. Rồi ha. Đó, khi mình đặt tên xong nè. Sau đó mình sẽ update cái căn cứ của mình lên. Cái thông tin căn cứ mình lên ha quý anh chị ha. Đó. Tới bước này quý anh chị mình nắm nắm rõ chưa ạ? Quý anh chị có cần em thao tác lại không ạ? Sắp tới bước là mình sẽ up căn cước lên ha. Thì tới đây không biết quý anh chị nào mình chưa hiểu khúc nào ha, để em sẽ hướng dẫn lại cho mình. Biết quý anh chị của mình có đang thao tác cùng với em không ạ? Rồi em sẽ up cái thẻ căn cước của mình lên ha. Để cho phép truy cập vào tất cả anh. Thì chọn cho phép truy cập vào tất cả anh. Em sẽ chọn hai cái căn cước. Rồi, sẽ ấn tiếp theo. Đây ha, nó sẽ hiển thị cái thông tin ở dưới. À, đúng rồi. Rồi, đó mình sẽ ấn gửi. Đang báo lỗi. Sẽ chết lại còn nó bị lỗi chứ. À đây. Cái mẫu của nó là như vậy được quý anh chị. Đó, nên mình phải xếp hai tấm hình gộp chung một tấm ha. Mình xếp hai tấm hình gộp chung một tấm.
Thì để mà xếp cái hai tấm hình đó thì khuyên chị mình tải cái app Ebit này về cho em nè. Đây ha, cái app Ebit ha. Yeah. Từ cái bước này quý anh chị mình nắm rõ chưa ha? Quý anh chị có thể comment giúp em được không ạ? Em sợ quý anh chị mình bị miss cái chỗ nào đó rồi lúc mà mình tạo thì nó không được. Đây. Nhưng mà quý anh chị mà có tấm hình nó hai tấm nó chồng lên nhau như này, hai tấm ngồi như một tấm này thì quý anh chị mình tải cái vô cái app cho em. Cái app là Ebit này cho em luôn. Ebit. Thì cái app này mình vừa có thể chỉnh sửa ảnh cho mình nó đẹp, nó lộng lẫy mà mình vừa có thể mình ghép hình ảnh vô ha. Sẽ ấn vô mở tiếp theo. Đây ít cái này đi, rồi layout nè, ấn vô cái layout nào quý anh chị cho tiếp, sẽ gộp hai tấm này lên rồi em sẽ tạo đây chọn cái layout phù hợp. Đây, đây. Đó, nó sẽ gộp thành hai tấm vô một chung một tấm. Xong, tải xuống. Rồi. Em nó tải xuống xong rồi. Ở đây, cái chị sẽ up lại. Hai cái tấm đó, nó y chang cái mẫu cái gì. Đó, hai cái tấm mình nó phải giống cái mẫu ở đây nha. Thì nó sẽ gửi cho mình hai tấm của em đó giống cái mẫu này. Rồi và sau đó mình chết lại thông tin và thông tin vẫn gửi xác nhận rồi đã gửi thành công. Thì sau khi mà quý anh chị mà xác minh tài liệu xong á thì trong 1-2 ngày thì nó sẽ gửi cho mình cái shop này ha. Đó thì nó sẽ hiện cái dòng chữ đây là tài liệu của bạn đang hiện đang trong quá trình xét duyệt nè, thì nó sẽ xét duyệt trong vòng 1 đến 2 ngày đó. Thì trong khi mà mình chờ đợi nó xét duyệt đó, mình có thể mình theo sản phẩm đó, mình tên sản phẩm và tới lúc xét duyệt là sản phẩm của mình nó sẽ có sẵn ở trên shop của mình luôn đó. Thì sẽ tiếp hướng dẫn đó là mình sẽ thêm tên sản phẩm là vô cái cửa hàng của mình. Đầu tiên mình đánh thêm ha. Rồi. Cái mã số thuế này, mình sẽ xác nhận là không có mã số thuế. Thêm địa chỉ kho hàng thì mình có thể ấn cái địa chỉ của mình. Đây mình thêm cho có ha, quý chị ha. Chủ yếu là mình tạo cửa hàng để mình gắn lên cái sản phẩm của shop khác thì mình về mình bán hàng cũng như là mình được cái hoa hồng ở trên đó ha. Anh chị có thể nhập cái cửa hàng hiện tại cái địa chỉ của nhà mình đó. Ví dụ mà mình muốn bán bánh chén hay gì đó mình có thể đăng lên đây đó. Để ship trên đây ha. Để đi đầy đủ thông tin này giúp em nha. Đây quý anh chị. Đây, cái này hồ sơ này là trước khi em chưa tạo cửa hàng nha. Thì hồ sơ nó sẽ như vậy. Đó quý anh chị xem trước ha. Đó thì nó sẽ không có cửa hàng ở đây. Và nó sẽ không có livestream ở đây ha. Đó nó sẽ không có livestream ở đây, chị thấy ha.
nó bị ảnh hưởng cột dưới đây rồi. Ừ, nó thấy nó sẽ không có chữ live stream được, live stream nó sẽ ở trong cái cột dấu cộng này đó. Tiếp theo khu vực rồi, để điền xong thông tin của mình để ấn lưu và tên sản phẩm. Đây thì cái giao diện tên sản phẩm nó sẽ như thế này. Ví dụ ha, em thêm một cái sản phẩm để em đây, ví dụ thêm sản phẩm này đi. Cái này em muốn như thế này, đây ví dụ em thêm cái, ví dụ em thêm cái này là đặt đại ha, nước rửa chén ha, đó mình có thể nhập tên sản phẩm rồi nên mô tả sản phẩm nhập là tiếp chén tiếp loại bỏ loại bỏ những thực phẩm bám dầu mà. Ví dụ vậy không có gì không? Rồi về hạng mục đây thì quý anh chị mình sẽ chọn cái hạng mục liên quan tới sản phẩm của mình, nó có rất nhiều hạng mục này. Đánh trong bây giờ tới cái khúc này là quý anh chị mình nắm rõ mà, quý anh chị có thể comment xuống dưới giúp em được không ạ? Tới cái bước này là quý anh chị, cái bước mà đang theo sản phẩm á, quý anh chị mình nắm rõ chưa ha? Để em thêm cái sản phẩm thời trang cho nó dễ. Đó này. Chuyện bánh áo đi. Rồi. Cái sự là áo mua lô. Trang trọng lịch lãm. Rồi, dễ nhập tên sản phẩm ha. Do đó mình sẽ ghi cái mô tả của mình. À, chất liệu. Tháng mát đó, ví dụ như vậy thôi quý anh chị ha. Rồi à, một đề xuất là nó tự đề xuất cho mình cái áo polo nè, sao bị em không xe lại quý anh chị. Chị Huyền bị áo chưa rõ lắm chị. Huyền mình tạo được cái tạo tạo cái app seller TikTok chưa chị ha? Nó thuộc tính không? Tính mình có thể không chọn cũng được. Rồi. Để chọn giá, giá là 99.000. Form có thể nhập số lượng tùy thích.
Về cái dòng này á, cái chị mình nhập số 10 hết cho em nha. Không quan trọng lắm. Ở không tấn người nhận hàng. Nó muốn anh xuất bản là khi mà mình đầy đủ thông tin nha, đầy đủ thông tin đó, mình sẽ anh xuất bản đó. Khi mà mình anh xuất bản nó không cho đây thì nó sẽ mình điền lại cái thông tin đó. Ok, khi mà bản kích thước rồi, tôi sẽ thành công rồi đúng không? Rồi, chị bị em, nè chị Huyền ơi, mình có thể biết là chị Huyền mình xài cái điện thoại là iPhone hay Android gì ha? Để hướng dẫn lại cho chị để mình tạo thao tác chung chung với em luôn. Đây, về cái mình có thể mình cái app này là cái chuyện cái app mà Seller Center nè đó, thì chị có thể mình vô CH Play hoặc là App Store chị gõ cho em đó là Seller Center. Đây nó hiện đầu tiên nha quý chị ha. Đây thì em sẽ hướng dẫn lại cho quý anh chị nào mới vô sau ha, thì quý anh chị mình lên app á sẽ hướng dẫn về cái cách mà mình tạo cái cửa hàng trên TikTok Shop đầu tiên ha. Xong sau đó mình sẽ tới tiếp theo, đó là livestream trên TikTok đó, thì quý anh chị mình lên App Store hoặc là CH Play, quý anh chị gọi cho em là Seller Center đó, nó sẽ hiển thị đầu tiên đây, cái app này đây quý anh chị ha, nên gọi cho em cái app này. Xong sau đó quý anh chị ấn tải về. Thì khi mà tải về á nó sẽ bắt mình là điền đầy đủ thông tin, nó sẽ xác minh cái tài liệu của mình như cái này, là em mới xác minh nè, xác minh nó cũng cũng dễ à quý anh chị, thì quý anh chị có thể nằm mua sau đó quý anh chị tham khảo cái video đầu của em ha, mình cũng khá là dễ. Rồi tiếp theo xong đó mình thêm đây sản phẩm của em đang xác duyệt nè đây ha, đó thì mình có thể mình thêm sản phẩm của mình
mình muốn thêm cái sản phẩm nào mình đang muốn bán, mình có thể ấn thêm và mình sẽ điền các thông tin dưới đây, thì nó có nhiều hạng mục dưới đây ha. Rồi sau đó mình sẽ liên kết bằng cái liên kết cái cửa hàng này với TikTok của mình, cũng như cài đặt nè, ấn thông tin tài khoản, thông tin cửa hàng đây, này là xác minh. Thì em sẽ phát những vô áo TikTok. Đó, khi mà quý anh chị mà đợi chờ cho nó trong 1 2 ngày nó xác minh đó, nó sẽ hiện cái cột bên đây là quý anh chị, sẽ hiện cái cột mà liên kết tài khoản, sẽ hỏi định hiện cái cột liên kết tài khoản đây, ví dụ này em Recording in progress. Đây quý anh chị ha, khi mà cái tài khoản cửa hàng của mình nó xét duyệt rồi á, đó, nó sẽ hiển thị như thế này nè. Đây là cái tài khoản Zalo Việt Nam quý anh chị ha, tại em đăng khá là nhiều sản phẩm bên đây. Khi mà nó xét duyệt rồi thì quý anh chị có thể ấn dưới đây cài đặt. Đây là tài khoản TikTok được liên kết rồi quý anh chị, nó quý anh chị thấy tài khoản TikTok được liên kết đâu đó, quý anh chị nhấp vô đó thì nó sẽ có 2 dạng hình thức, liên kết tài khoản, đó là tài khoản chính thức và tài khoản tiếp thị. Thì khi mà mình tạo một cái cửa hàng TikTok đó, mình sẽ liên kết được 5 đến 6 tài khoản của mình, cho 5 tài khoản của mình ha, đó là một tài khoản chính thức, 4 tài khoản tiếp thị đó. Thì quý chị mình có thể tạo ra nhiều tài khoản TikTok và mình có thể liên kết những cái tài khoản đó bằng cái cửa hàng với cửa hàng. Về cái tài khoản chính thức mình nên liên kết cái tài khoản chính của mình ha. Đây, tài khoản này em đang liên kết với tài khoản là Sinh Việt Nam này. Đó, thì 2 cái tài khoản này khác nhau sao? Thì tài khoản chính thức á, khi mà mình update sản phẩm lên đó, nó sẽ tự động cập nhật luôn. Còn mà về tài khoản tiếp thị thì mình phải thêm, mình phải vô shop mình thêm sản phẩm mà. Đây có chị vừa tóc. Đó. À, khi mà cái cửa hàng của mình TikTok nó duyệt xong á, đó, thì quý anh chị thấy ha, thấy được những cái sản phẩm của mình đã đăng lên đây nè. Đó. Đó, cái gì ha? Để ví dụ như cái này. Tài khoản này em cũng có liên kết tài khoản tiếp thị. Đây ha, đây là tài khoản tiếp thị của em nè. Đó thì quý anh chị thấy ha, anh chị cũng mua 2 follow à. Nhưng mà em có thể em livestream bên đây được. Một chút cộng ha.
Đây. Quý anh chị thấy tính năng livestream chưa? Đó. Đó, khi mà quý anh chị mà có cửa hàng xong á, và mình liên kết cái tài khoản của mình với cửa hàng đó, thì quý anh chị sẽ tự động được mở cái tính năng livestream trên TikTok luôn. Đó, hay không quý anh chị? Đó ha. Chị thấy rõ ha. Thì tài khoản của em nó chỉ mới có 2 follow thôi. Chung là khi mà mình có cái cửa hàng xong quý anh chị đó, thì mình nó có nhiều tính năng hay lắm đó. Bây giờ em muốn liên kết bây giờ nha, đây em đã có liên kết những cái sản phẩm khác của những shop khác nè. Bây giờ em muốn bán thêm những cái sản phẩm khác của những shop khác. Bây giờ em muốn bán sản phẩm thời trang đi, thì em sẽ vô tiếp shop ngay, để sau đây nó sẽ có chữ thêm sản phẩm, vô thêm sản phẩm. Đây nó có rất nhiều những sản phẩm này, về điện thoại, đồ điện tử, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cá nhân, trang phục, đồ lót. Đó, nó có rất nhiều ngành ha. Ví dụ mình muốn muốn làm ngành nào thì mình chọn cái sản phẩm đó thôi. Ví dụ đồ điện tử thì em muốn review về cái cây gậy chụp hình, em muốn review về cái này thì em chịu việc em ấn thêm thôi. Đó, ấn thêm, nó sản phẩm đã được thêm ha. Ví dụ em muốn review về cái hộp sạc thì nó có nhiều hình thức lắm quý anh chị, thì mình có thể mua sản phẩm này về rồi mình review, rồi nếu mà review hay mà khách hàng thấy hay, cái khách hàng sẽ bấm vô cái cửa hàng của mình mua hoặc mình sẽ được hoa hồng. Đây nó sẽ hiển thị có hoa hồng ở dưới ha. Đây thì mỗi sản phẩm nè, ví dụ sản phẩm mà cái cuốn sách từ điển đi, mình sẽ kiếm được 28.000, 28.000 cho một đơn ha. Đó, ví dụ mình bán được cái bột gạo lứt nè, mình sẽ kiếm được 76.000. Đó thì mình có thể mình đặt về rồi mình sử dụng, xong sau đó mình quay video mà mình bán đó. Mình không cần phải, bây giờ mình không cần phải ôm hàng ha, ôm hàng gì hết. Bây giờ có rất nhiều sản phẩm này, quan trọng là mình muốn bán hay không thôi. Hàng hóa là vô tận ha. Đó em có chọn vài giờ vô cửa hàng của mình. Đây những cái này em mới thêm vô nè. Đó giờ em có thể em bán mấy thằng này, có thể livestream em bán. Đây à, nó tài khoản chỉ có 2 follow thôi cũng gì ha. Đây đó, em bật được livestream này. Giờ em sẽ vô cái tài khoản khác mà em chưa liên kết với cái cửa hàng của mình á, dùng vô tài khoản này đi. Đây tài khoản này hiện tại em chưa liên kết nè. Đó, nó sẽ không có cái cửa hàng ở đây. Đó, không có cửa hàng đây nha. Đó và nó sẽ không có tính năng livestream luôn. Đó có gì thấy ha. Nó kêu mình ấn vô dấu cộng đó, nó chỉ có máy ảnh, nhật ký và MV thôi, không có live stream. Rồi thì xong cái phần cửa hàng ha. Rồi, về cái phần mà setup cái cửa hàng của mình á, thì quý anh chị mình có câu hỏi nào không ạ? Em sẽ vô cái phần về tính năng live stream. Sau khi xin bài video ghi hình sẽ thao tác cho thủ tục. Dạ, chắc chắn là chị ơi. Dạ, khi mà xong cái bộ này thì em sẽ upload cái bộ record này lên YouTube và em sẽ gửi cái YouTube qua cho mình ha, qua cho group để quý anh chị có thể nắm. Đó, thì đó là xong cái phần tạo cửa hàng ha quý anh chị. Em sẽ hướng dẫn quý anh chị về cái cách mà mình chỉnh hiệu ứng trên livestream. Lấy cái khoản này đi.
Em sẽ hướng dẫn quý anh chị về cái cách mà trình hiệu ứng trên livestream ha. Đó, khi mà quý anh chị mà có tài khoản live đã mở tính năng livestream rồi thì quý anh chị ấn vô live nè. Để mở tính năng livestream, quý anh chị thấy dấu cộng không? Quý anh chị bấm vô dấu cộng. Ở đây nó sẽ hiển thị live đây. Rồi. Nó sẽ có phần tiêu đề. Tiêu đề về cái chủ đề mà mình muốn gửi khách hàng ha. Ví dụ em like về sản phẩm nước uống collagen đẹp da. À, mình sẽ chọn cái chỗ dấu thăng này quý anh chị. Sẽ chọn chủ đề. Chủ đề của em là em đang nói về làm đẹp. Đây, thời trang làm đẹp đây. Đó, thì khi mà mình chọn chủ đề á, thì những cái người mà có hành vi mà quan tâm tới làm đẹp á, mà hay lướt tóc về làm đẹp nhiều á, thì nó sẽ tự động hiển thị cái buổi livestream này cho tới những cái người mà có hành vi quan tâm tới làm đẹp ha. Rồi, xong. Ở cái hình ô vuông này, ô là hình của mình, tóc. Tôi mới update tính năng mới. Để tắt đi ha. Và mình cũng có thể mình đó mình để cái hình của mình và mình chiếu cái sản phẩm. Bình thường á, quý anh chị mình chỉ được có khi mà quý anh chị quay livestream á, quý anh chị chỉ có xem được cái cam sau thôi hoặc là cái cam trước thôi. Còn đợt này TikTok nó có ghép thêm cái tính năng mới, đó là vừa quay cam trước được rồi, vừa mình có thể mình quay cam sau, đó là quay sản phẩm. Đó, rất là hay ha. Đó, ví dụ em quay em muốn livestream sản phẩm này. Em quay cam trước đó thì được đó sẽ giới thiệu và em vừa giới thiệu sản phẩm và em vừa nói và cái mặt em nó ở đây mặt em hiện tại nó hơi ghê ha. Cái filter đó giờ mình sẽ chỉnh lại cái filter thì cứ chỉ ảnh chữ làm đẹp nè mình set up xong hết filter các hiệu ứng rồi mình sẽ bắt đầu livestream ha. Nếu dù em muốn mặt thon chọn mặt thon cho em đó nó có rất nhiều ha, mặt thon là mắt to tương phản kem nền làm sáng nhưng mà em nó trắng bóc rồi quý anh chị đó mịn da đó sẽ kéo mắt đó đây ha đó thì quý anh chị mình có thể chọn tùy thích ha. Rồi khi mà chọn xong thì mình ấn ấn ra ngoài ra phía ngoài quý anh chị phía ngoài đó nó sẽ tự động nó chạy xuống rồi tiếp tới là hiệu ứng cái chỗ làm đẹp đó là chỉnh sửa mình bóp mặt rồi bóp mũi cho mắt to vậy đó. Xong hết rồi luôn quý chị mình sẽ chọn cái hiệu ứng này đó, nó có rất nhiều hiệu ứng ha hiệu ứng này nó sẽ đẹp hơn đó ứng trái tim một cái gì rồi đó khá nhiều hiệu ứng mắt to con gấu này gì đó ha. Đó. Hay quý anh chị con gấu nó ôm một đằng sau nha đó, nó vuốt ve mình đó rồi đó mình có thể chọn khá nhiều hiệu ứng cho mình chọn ha rất nhiều hiệu ứng giờ nó em này cũng hay nè đó mấy cái hiệu ứng mà nó bị chìm chìm lên đen này nè do mình áp dụng cái này thì mình sẽ tắt cái này đi nha. Thì mình tắt cái kép này đi mình đánh vô không nè nó tự động tắt đó đó chọn hiệu ứng đó xong ha có rất nhiều để quý anh chị có thể chọn nè đó nên chọn xong mình sẽ ấn ra cái viền ngoài rồi quý anh chị nắm rõ chưa đấy ha đó có nhiều ứng mình chọn đây rất là nhiều rồi Nguyễn phát like đó, thì cái chữ giới thiệu sản phẩm đây thì mình ví dụ ha mình sẽ vô cái cửa hàng của mình đó bây giờ mình muốn like mình bán sản phẩm gì mình sẽ vô đây nó có chữ cửa hàng này quý anh chị
À, quý chị thấy cái túi hàng ở dưới không? Cái cửa hàng dưới không? Quý chị nhấp vô. Nó quý chị theo sản phẩm. Nhắc lại. Đây mình sẽ chọn những sản phẩm mà mình muốn bán. Đó. Ví dụ mình đang muốn mình like mình bán. Bánh bột collagen này. Đó, hoặc là túi xách nè. Đó mình sẽ chọn. Hoặc là mình muốn chọn hết luôn. Thì mình tích vô. Vô mình thêm. Đó, giữ thêm 4 sản phẩm này đi. Em muốn like. Em muốn giới thiệu 4 sản phẩm này. Đó. Giờ mình thêm xong rồi nha. Mình chuyển ra ngoài. Đó. Hiện thì 4 sản phẩm đây. Đó, quý chị. Đó, bây giờ em muốn ghim sản phẩm. Ví dụ em đang muốn giới thiệu sản phẩm bột collagen. Thì em sẽ ghim nó lên. Để khách hàng có thể thấy rõ hơn. Đây, em vô đây vẫn ghim nè. Rồi, nó tự động ghim rồi. Đây, ví dụ em sẽ có điện thoại khác. Like. Rồi, ví dụ là tôi. Em hiểu màn hình là nó sẽ như vậy. Để em tắt cái màn hình đi. Để đây cho mấy chị. Rồi. Đó, quý chị mình nắm rõ chưa ạ? Tắt like đi. Là xong rồi. Dạ. Quý quý chị còn câu hỏi nào không quý chị ha? Cái bộ mặt cười. Rồi. Thì em đã trình bày xong cái nội dung là mình tạo cửa hàng trên TikTok shop, cái cách mà mình thiết lập cái live stream trên hiệu ứng như là filter cho mình nó đẹp hơn và sáng hơn ha. Được không biết anh chị mình có câu hỏi nào không? Rồi, cái chị có câu hỏi nào không ạ? Rồi em cảm ơn chị Thiện. Thì sau buổi hôm nay em sẽ đăng cái buổi record này lên YouTube và em gửi cho quý anh chị mình có thể thao tác dễ hơn ha. Cảm ơn chị Thiện. Cảm ơn Chúc nha. Rồi thì đến với buổi thứ năm tuần này thì em sẽ có một cái buổi chia sẻ, đó là em sẽ chia sẻ về 3 bước mà xây dựng profile bán hàng trên Zalo như là Facebook như dân chuyên nghiệp ha. Đó mình chỉ cần mình nắm được cái 3 bước này thôi thì cái bán hàng của mình nó thì nó sẽ dễ dàng hơn, và khi mà khách hàng nhìn vô cái profile của mình thì khách hàng sẽ đánh giá đây là cái profile chuyên nghiệp và chỉnh chu nó, thì khi đó mà mình sẽ tạo được cái uy tín được khách hàng hơn không quý chị ha. Đó, thì quý anh chị mình nhớ follow cái buổi này. Đó, buổi này em sẽ chia sẻ cho quý anh chị về Facebook cũng như là về Zalo luôn. Đó thì mình chỉ cần 3 bước thôi. Đó quý anh chị có thể nắm rõ. Đó, không cần phải quá nhiều bước. Nhiều bước quá thì quý anh chị cũng không có nắm hết được. Đó, cho nên em sẽ tóm gọi là chỉ cần 3 bước này thôi. Thì 3 bước này nó sẽ đủ cái nội dung để mà cái đồ file mình nó trở nên chuyên nghiệp hơn. À, chị Hiền, chị tạo xong cửa hàng. Là khi mà mình tạo xong cửa hàng, quý anh chị, mình sẽ nằm trong cái giai đoạn là đang xét duyệt, và nó sẽ nằm ở đó là từ 1 đến 2 ngày. Và khi mà nó xét duyệt xong á, quý anh chị, thì chị có thể đợi trong 2 ngày đi, thì chị sẽ vô lại cái app đó, Seller TikTok đó, đó mình vô mình kiểm tra đã xét duyệt hay chưa, thì xong khi đó mình sẽ vô cài đặt và mình liên kết cái tài khoản của mình.
Đó, thì tự động cái tài khoản của mình nó sẽ hiển thị cái giỏ hàng cho mình ha. Đó, thì khi mà cái nó sẽ chỉ xong cái cửa hàng của chị á, thì chị có thể inbox em rồi em hướng dẫn cho chị về cách mà liên kết để mà có cái giỏ hàng trên cái tài khoản TikTok của mình ha. Rồi không biết quý anh chị mình có câu hỏi nào không ạ? À? Hay là quý anh chị muốn em chia sẻ về cái chủ đề về cái mạng xã hội hay là cái sàn thương mại điện tử nào? Hay là quý anh chị nào mình muốn đang bán hàng ở cái kênh nào hoặc là đang gặp khó khăn ở cái kênh nào? Quý anh chị có thể hỏi em sẽ chia sẻ cho quý anh chị nắm ha. Quý anh chị nhớ follow cái bộ này giúp em nha. Bộ này khá là hay là quý anh chị nữa nên cho chị mình. Tôi ghê em vừa chia sẻ xong rồi. Em kiểu người đó có gì mình tham gia cái buổi buổi này là quý anh chị. Cái buổi sau đó là buổi thứ năm. Đó, đưa vào ngày thứ năm và ngày 2 tháng 3 ha. Rồi khá là hay, nhiều rất là nhiều quý anh chị cũng quan tâm tới buổi này. Là ba bước xây dựng rồi file bán hàng trên Zalo, Facebook như doanh chuyên nghiệp ha. Đó, quý chị có thể tham gia cái buổi này, quý chị nắm rõ về cách bán hàng như là cách xây dựng cái đồ file của mình. Rồi cảm ơn quý chị đã lắng nghe. Thì trong tuần này thì Nhịp Xuân Đâu sẽ có những cái buổi chia sẻ kiến thức xen lẫn với buổi marketing thực chiến ha. Thì trong tuần này thì buổi thứ tư với buổi thứ bảy thì sẽ có giám đốc sản phẩm đó là anh Sinh Râu Cường để chia sẻ với anh chị hiểu rõ hơn về sản phẩm như là về việc định vị sản phẩm và định vị thị trường đó, để quý anh chị có thể vừa áp dụng khi mà quý anh chị có kiến thức về sản phẩm đó thì quý anh chị có thể áp dụng về marketing đó để bán sản phẩm. Thì quý anh chị nhớ follow cái buổi thứ tư cũng như là buổi thứ bảy và những cái buổi khác chia sẻ marketing và chia sẻ về kiến thức sản phẩm ha. Rồi em cảm ơn quý anh chị ạ. Em xin nhường mic lại cho MC Minh Thu. Dạ, em cảm ơn chia sẻ rất là hay của anh Dũng. Và không biết là quý anh chị mình còn có câu hỏi gì không ạ? Dạ, thì quý anh chị mình hãy follow, vẫn tiếp tục follow bên công ty Sơn Râu để có thêm nhiều kiến thức hay về TikTok cũng như là về marketing. Dạ, thì cũng cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian tham gia Zoom để có thể là tham gia Zoom để nghe được nhiều kiến thức hay của TikTok. Dạ, quý anh chị mình có thể là quý anh chị mình không có giờ chưa có nghĩ ra được câu hỏi gì thì quý anh chị mình có thể là khi nào quý anh chị mình có câu hỏi nào đó thì quý anh chị có thể là liên hệ với bên chỗ anh Dũng hoặc là bên các bạn sale để có thể là giải đáp thắc mắc về marketing cũng như là về TikTok. Dạ em cảm ơn chị Thanh Trúc ạ. Dạ, em cũng xin phép được kết thúc Zoom ở đây nha quý anh chị. Dạ em chào quý anh chị ạ.